Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Việt Nam đất nước nhìn lại từ xa. Trong chương trình hôm nay, Tân Diệp xin gửi đến quý thính giả một bài viết của tác giả Hai Trầu với tựa đề là Con cá làm ra con mắm, được trích trên trang web Tống Phước Hiệp. Mưa bông bông phập phồng, ngồi quán đời sống cư dân ở thôn quê, nơi làng xóm miền Nam, gắn liền với những món ăn như dưa, cà, mắm, muối. Những món ăn vô cùng thanh đạm ấy, giống như những kiếp người, nơi làng quê cũng thanh đạm, bần hàn mãi hoài. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, mắm là thức ăn có từ đời kiếp nào rồi. Lâu lắm mà không làm sao biết được ai là người làm ra đầu tiên. Vào tháng 2, tháng 3, những cánh đồng lúa mùa đã cắt gặt xong. Những đàn bò thả lan đi rong, đi rỗi khắp cùng trên cánh đồng. Chỉ còn trơ những gốc rạ để cạp đỡ mấy bụi cỏ non. Mấy bụa lúa rài vừa đâm tược. Trong cái mương rạch, đìa bào, cá đồng dồn về như ngày hội. Đầu này tiếng cá lóc táp lốp bốp, đầu kia cá rô, cá sặc thay phiên nhau, lên móng như cơm sôi. Còn những bún đập, những khúc lóng, khúc mương đầy cỏ, đầy lục bình, là nơi cá làm nơi cư ngụ nữa chứ. Đó là cá trên đồng. Còn dưới sông, những đống chà chất bằng nhánh me nước, nhánh sao, nhánh bần là chỗ dựa cho những chàng cá có máu giang hồ ghé lại nghỉ chân trên con đường du lữ. Cả một vùng sông nước, đìa bào, mương rạch, vùng đồng bằng miệt sông Cửu Long, cá ơi là cá. Những cỗ xe trâu, xe bò, kẻo kẹt trên những con đường mòn từ dưới kinh, dưới đìa kéo cá về nhà. Cá sống, cá chết, đổ đầy ra sân. Cá không còn tính từng bao nhiêu con, bao nhiêu ký nữa, mà tính bằng thùng, bằng dạ. Đó là những ai có đìa bào, mương rạch. Còn những người không có đìa, không có mương lóng, họ thường đi bắt hôi. Bắt hôi cá là bắt cá sót. Những chủ đìa, chủ mương, tác cạn đìa, cạn mương, rồi bắt cá trước. Người bắt hôi theo sau, bắt những con cá còn sống lại, chúa xuống bùn, dưới cỏ. Những thời xa xưa ấy, cá nhiều vô số kể, nên người bắt hôi cũng được cá nhiều lắm.
có khi cả giỏ mang về không nổi. Thường thường trẻ nhỏ đi bắt hôi cá đông hơn người lớn. Vì bắt hôi cũng là hình thức mót lại của rơi rớt, như mót lúa đổ, lúa rớt chẳng hạn. Người lớn vì lòng tự trọng, không muốn bị chủ đìa, chủ mương nhiều lúc dùng lời lẽ nặng nhẹ, khi có những đứa trẻ bắt hôi tràn lên phía trước, nên ít khi họ đi bắt hôi. Cá nhiều quá ăn không hết, nên người nhà quê làm khô, làm mắm, để dành khi thắt ngặt, lúc mùa màng đông ken, không có thì giờ bắt cá, bắt lương. Sẵn có khô, có mắm mà làm thức ăn chánh trong nhà. Nhưng so với cá khô thì mắm là thức ăn được nông dân làm nhiều hơn, vì mắm để lâu được và cũng chế biến nhiều cách ăn và tiện lợi vô cùng. Về thời khắc làm mắm, thường thường cũng phải có mùa, tùy theo mùa cá. Có thể kể đến 3 mùa làm mắm chính trong một năm là mùa cá đìa tháng 2, tháng 3 âm lịch, mùa cá giở chà từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch, và mùa cá ra vào tháng 10, tháng 11 âm lịch, vào những ngày nước trên đồng rút về sông, về biển, sau mùa lục hàng năm. Vào những ngày mùa làm mắm, thôn quê cũng nhộn nhịp như mùa chuột, mùa cắt lúa, mùa cá linh, mùa bắt cúm núm, mùa chằm nón lá, mùa cắt cỏ bò, mùa quết cơm dẹp, với những hạt nếp vừa chín tới, khi ngọn gió bớt se lạnh tràn về. Không khí rầm rộ, tiếng nói, tiếng cười trên khắp chốn thôn quê đồng nội, pha lẫn vào nhau như những ngày quết bánh phồng hoặc giã gạo chày ba vào những đêm trăng sáng vằng vặc. Ở đây, nó còn mang phong cách đầm ấm gia đình, tình nghĩa chòm xóm láng giềng thân thiết, bình dị, chân tình, pha những tiếng cười hồn nhiên trong lành. Mà phải có đi vào thôn xóm, vào những mùa màng như mùa làm mắm mới thấy hết được. Trước nhất, thông thường muốn làm mắm, cá phải làm sạch sẽ, rửa nước nhiều lần, rồi để trong rổ cho cá thật khô ráo mới muối. Số lượng muối tùy theo cá nhiều hoặc ít mà thêm bớt cho vừa vặn, không mặn quá mà cũng không ít quá. Vì muối ít, cá không đủ muối sẽ bị ương, sau này mắm sẽ hư, dễ bị trở. Có khi cá rửa không được sạch bùn, dù cho có muối nhiều, cá vẫn ít ăn muối, và về sau cá mắm cũng dễ bị tình trạng mắm trở. Nên trong dân gian, tục ngữ ca dao có câu: cá không ăn muối cá ương, con cả cha mẹ, trăm đường con hư. Vì cá nhiều quá, dân quê không thể ngồi đánh vải cá làm từng con, mất nhiều thì giờ cùng công sức. Nên để tiết giảm công sức và cũng muốn làm cho nhanh, thông thường người nhà quê cho cá vào trong một cái khạp da bò, rồi dùng miếng đăng cũ bó tròn lại vừa với tay cầm để trộn những con cá trong khạp cho tróc vải, giống như người Miên, người Thượng dùng chài để giọt những mẻ lúa làm gạo. Sau khi thấy cá tróc vải gần hết, đổ cá ra và tiếp tục giọt vải những mẻ cá khác. Còn những người còn lại tiếp tục chặt kỳ vi làm sạch cá như làm cá để kho hoặc nấu canh ăn vậy. Muối cá làm mắm, thường bà con dùng muối bạc liêu, không bao giờ dùng muối bọt. Muối bạc liêu dù hơi đen, vì ruộng muối ở đó có bùn, nhưng độ mặn rất đậm đà. Muối mắm ít khi bị tình trạng mắm trở. Sở dĩ không dùng muối bọt, vì độ mặn không đủ làm cá thành mắm, nên mắm dễ bị hư. Cá muối được đựng trong những cái lu mái đầm, còn gọi là mái vú, vì những lu khạp này có bốn cục u ở gần miệng, giống như nấm vú,
để vịn, để nắm cho dễ. Ngày xưa ở nhà quê, thường dùng những cái lu máy vú này vào việc vú trái cây như là xoài, chuối. Có một điểm đáng lưu ý là mã nào dùng để đựng mắm rồi là không còn dùng vào việc vú trái cây được nữa. Vì mùi mắm còn dính trong lu, mặc dù đã rửa sạch nhiều lần, sẽ làm trái cây bị mất mùi thơm và trái cây bị úng hư. Ngoài ra, người ta có thể đựng cá trong các hũ đựng đường chải bằng sành hoặc hạp da bò, vân vân. Miễn sao cá muối này được gài bằng những tấm vỉ tre và dằn lên những cục đá xanh cho con cá muối được ép thật sát lại, mà người bình dân quen gọi như một thành ngữ khi đi xe đò chật ních, ép như gài mắm là vậy. Ngày trước, hồi má tôi còn sống, tôi để ý thấy mỗi lần cá mắm muối được từ 2 đến 3 tháng, má tôi thường rang gạo lứt cho thật chín vàng, rồi dùng cối đá xay cho thật nhuyễn ra, với mùi thơm như cớm, gọi là thính. Má tôi dở cá muối ra để trong những cái thau, rồi rắc thính trộn đều vào từng con cá muối, kể cả bên trong bụng cá. Làm như vậy cá mới đều thính và mắm mới ngon được. Công dụng của thính vừa làm thịt cho cá muối dần dần biến thành mắm, mà nó cũng làm cho mắm thơm nữa. Có thể nói, nếu như không có thính bằng gạo lứt rang, cá muối không bao giờ thành mắm được, dù có để đến bao nhiêu lâu cũng vậy. Do đó, giai đoạn thính mắm là giai đoạn quan trọng vô cùng. Chính nhờ vào thính này mà người ta mới ăn mắm sống mà không ngại ngùng gì, vì mắm không còn là cá muối đơn thuần nữa. Sau khi thính độ hơn tháng hoặc vài tháng, má tôi bắt đầu giai đoạn cuối cùng trong công việc làm mắm là chao mắm. Vật liệu chao mắm gồm đường chải được thắng lên, vừa có chỉ như thắng đường làm kẹo kéo, có khi còn trộn với cháo nếp. Tất cả được trộn đều vào từng con mắm, cốt cho mắm dịu lại, không còn mặn như cá muối nữa. Chao mắm xong lại nhận mắm vào khạp, vào lu như lúc ban đầu, và gài vỉ tre cho chắc chắn để không bị nước mắm nông nước vào. Nếu mắm mà bị nông nước, mắm coi như bị hư, mất ngon. Mắm được coi là ngon, tức là mắm có vị vừa ăn, không mặn quá mà cũng không chua, mùi rất thơm. Làm mắm mà bị mắm chua, mắm mặn, mắm trở là thất bại rồi. Nếu có chế biến, sửa chữa, cũng không thể ngon được. Như việc đời, cái gì cũng phải học, dù học làm mắm, không phải dễ dàng chút nào. Chao mắm sau vài tháng là mắm bắt đầu đem ra ăn được, kể cả ăn sống. Nhưng theo kinh nghiệm nhà quê, mắm để càng lâu càng thấm đường, con mắm dịu lại càng ngon hơn là ăn mắm quá gấp. Ở đồng bằng sông Cửu Long, dường như nơi nào cũng biết làm mắm. Nhưng những vùng nào đồng ruộng luôn vũng nhiều là mắm nhiều, vì lý do đơn giản là cá nhiều. Một vài nơi tiêu biểu vào mùa làm mắm là Miệt Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, Long Xuyên, Xà Tón, Cầu Số 5, Tri Tôn, Ba Thê, Cà Mau, Rạch Giá, Ba Răng, Đốc Vàng, vân vân. Và có lẽ mắm Châu Đốc là mắm nổi tiếng nhất trong vùng. Dường như cá nào cũng làm mắm được, ngoại trừ những loại cá nhiều mỡ, vì cá nhiều mỡ làm mắm hoặc làm khô dễ bị hôi dầu. Thường thì cá thuộc tên nào, mắm cũng cùng tên như vậy.
có mấy loại mắm thông dụng như là mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá rô đồng, mắm cá tràng, mắm cá linh, mắm cá thác lát, mắm cá rô biển. Loại cá này cũng ở trong sông nước ngọt, gọi như vậy để phân biệt với cá rô trên đồng. Mắm cá nâu ở vùng nước pha chè, mắm cá chốt, mắm cá trê trắng, mắm cá trê vàng. Ngoài ra, thỉnh thoảng người ta còn làm mắm tôm, mắm tép, mắm chuột. Hồi tôi còn nhỏ, vào những năm còn ít người cư ngụ, vì họ chưa hồi cư, ở xóm tôi, những năm còn làm lúa mùa, lúa nổi, cá lóc nhiều và rất lớn, có con cỡ 1 hoặc 2 ký, người ta còn lấy ruột cá lóc làm mắm. Loại mắm này có tên là mắm lòng hay mắm ruột. Riêng mắm lóc, người ta hay chế biến một loại mắm để ăn sống bằng cách thái lấy thịt mắm lóc, rồi ướp thêm đường, tỏi, đu đủ mỏ vịt, bào nhỏ mà trộn thêm vào, gọi là mắm thái. Châu Đốc nổi tiếng về loại mắm thái này, không đâu sánh bằng. Hồi đời trước, ở Châu Đốc có hiệu mắm cô giáo Thanh, rất nổi tiếng một thời, nhưng nay đã giải nghệ vì trong nhà không còn ai theo nghề làm mắm này nữa. Hiện giờ có hiệu mắm bà Giáo Thảo với nhiều loại mắm đặc biệt. Mắm thái Châu Đốc được đựng trong các keo bằng thủy tinh hoặc những cái hũ nhỏ bằng sành, bán tại Châu Đốc cũng như khắp các vùng lân cận, mà nhất là tại các bến Bắc Vàm Cống, Long Xuyên, Mỹ Thuận, Vĩnh Long, Cái Vồn, Cần Thơ, vân vân. Du khách hay khách bộ hành đi ngang qua những nơi này, ai cũng mua vài keo mắm thái Châu Đốc về biếu tặng bạn bè thân thích, nhất là có dịp về Sài Gòn. Nếu mang tặng người quen vài keo mắm thái, mắm cá tràng Châu Đốc, thật là quý vô cùng. Bây giờ, có dịp các bạn đến những chợ Việt Nam ở Mỹ, các bạn sẽ thấy người ta bày bán những keo mắm thái Châu Đốc. Điều này cho thấy, mắm thái Châu Đốc cũng theo với người Việt, đi khắp mọi miền. Ngồi ra sao hè, nhìn bóng điên điên xanh màu, bóng dưng con thèm được ăn mắm ngoài kho lúng xưa. Bông súng cà tươi trái khổ qua, thơm ngon cá linh đồng như mãi trong lòng. Sau này, vì nhu cầu ở chợ búa nhằm chiều khách, nhiều nhà hàng, tiệm ăn bày thêm món lẩu mắm. Đây cũng là hình thức mắm kho, nhưng mắm được đặt trong cái cù lao để giữa bàn với than hồng đỏ rực, làm cho món mắm luôn luôn sôi nóng, mắm không bị nguội. Ngoài ra, có thêm món nhúng mắm, cũng mắm kho như lẩu mắm, nhưng cá tôm sống được ướp gia vị và để một đĩa riêng. Khi nào ai cần ăn bao nhiêu thì gắp cá tôm mà nhúng vào mắm, như ăn món cá nhúng giấm thường lệ. Điều đặc biệt đáng lưu ý là trong các ngày lễ kỵ dỗ, dù là nhà quê nhưng không ai kho mắm, cúng ông bà bao giờ. Lý do có lẽ những ngày dỗ kỵ là những ngày lễ quan trọng trong gia đình. Lại nữa, món ăn mắm là món ăn cực ở nhà quê, mà ông bà cha mẹ lúc sanh tiền đã phải ăn mắm suốt đời rồi, nên con cháu không muốn tổ tiên phải ăn uống kham khổ thêm nữa.
Lại nữa, thực tế ở nhà quê, ngày nào cũng ăn cơm với mắm, nên vừa ăn no đấy, rồi lại nghe bụng kêu đói nữa. Ăn mắm nhiều sẽ có những hiện tượng như là khô cổ, xót ruột, mắt bị mờ, miệng bị lở. Thỉnh thoảng có muốn thợ mộc cất nhà, tuyệt đối không ai dọn món mắm kho cho thợ mộc, dù mắm loại ngon. Vì thợ mộc quan niệm chủ nhà cho ăn mắm kho là hạ tiện. Có thể thợ mộc không ăn, hoặc ăn, nhưng để tâm ếm chủ nhà, vì tính keo kiệt. Thông thường thợ mộc nào cũng có chút ít bùa, nên làm như mắc phải lời thề. Cất nhà là phải ếm, chỉ khác nhau ở chỗ ếm nặng hoặc ếm nhẹ mà thôi. Nên người chủ nhà nào khi mướn thợ cũng ngại chỗ phải lo thức ăn gần cả tháng trời. Nhất là ở nhà quê, việc bắt cá bắt lương đâu có phải dễ dàng. Tuy vậy, vì ở thôn quê còn nhiều người mê tín dị đoan, nên lo xa vậy thôi. Chứ thực tình, tôi chỉ nghe người lớn kể lại những vụ ếm bùa hồi xưa. Chứ sau này đến thế hệ tôi ít nghe ai nói nhà mình bị thợ mộc ếm. Về các loại rau để ăn với mắm kho, mắm chân, lẩu mắm, nhúng mắm, toàn là những loại rau có sẵn xung quanh vườn hoặc ngoài bờ mía, bờ ruộng. Chỉ cần cầm cái rổ đi một vòng ngoài vườn là có đủ thứ rau. Nào là rau thơm đủ loại, rau càng cua, rau đắng, cải trời, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau má, lá lốt, lá chùm ruột, lá gừng, cọng bông súng, bắp chuối lá sim, bắp chuối hột, bắp chuối ngự, bắp chuối lá ta. Vì các loại bắp chuối khác bị đắng không ăn được. Cây chuối con sắc mỏng làm rau ghém, dùng để ăn với mắm kho. Còn những loại rau để luộc chấm với mắm có đọt bầu, đọt bí rợ, đọt bí đao, đọt mướp, bông bí rợ, bông xô đũa, rau diệu, rau mát, rau muống, rau ngổ, rau dền, lá vông nem, bông lục bình, bông điên điển. Tùy lúc tùy mùa mà có sẵn từng loại rau để bữa cơm nhà quê thanh đạm, với món mắm chưng, mắm kho, mắm sống, mắm chiên, làm cho đời sống nhà quê nhẹ nhàng, trôi qua mỗi ngày như mọi ngày. Trong dân gian, người ta cũng truyền miệng nhau về những câu tục ngữ, ca dao liên quan đến mắm. Mắm là nét đặc biệt tiêu biểu, cái chất phác của nhà quê, cái chân thật của miệt vườn, cái tình cảm thật thà, đơn giản, bình dị của người dân nơi đồng ruộng. Bạn có dịp ghé qua làng quê tôi, bạn sẽ được bà con ở đấy mời bạn dùng bữa với lời lẽ chân thật, không khách sáo chút nào. Mời em dùng cơm với qua, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, em đừng có ngại. Giản dị với chừng ấy. Giống như tấm lòng của họ móc ruột để ra ngoài, bạn không phải e ngại gì. Và rồi mời bạn phủi chân, ngồi vào bộ ván ngựa, ăn một bữa cơm no bụng với món mắm kho hoặc mắm chưng là họ mừng vô cùng. Để nhắc nhở con cháu hãy liệu sức mình, đừng quá ôm đồm, tham lam mà thất vọng vì việc quá sức không thành, nên người đời truyền khuyên nhau câu tục ngữ liệu cơm gấp mắm, hoặc văn chương hơn, có vần có điệu hơn như mấy câu ca dao: liệu cơm mà gấp mắm ra, liệu cửa liệu nhà em lấy chồng đi, nửa mai quá lứa lỡ thì, cao thì chẳng tới, thấp thì chẳng thông. Thường thường người dân quê vốn tin vào những điều hư ảo, điềm mộng, dị đoan, nên nếu con cháu có đứa nào nói điều gì có tính cách không nên, ông bà thường hay rầy dạy: miệng ăn mắm ăn muối, đừng có nói dại. Và cũng để khinh ai, người ta cũng mượn mùi mắm mà dùng vào chốn văn chương. Nghĩ mà thương cho mùi mắm quá đổi. Mời các bạn đọc đoạn hồi ký sau đây của nhà phê bình văn học
Vũ Ngọc Phan. Những tờ đọc chán nhất lúc bấy giờ là Lục Tỉnh Tân Văn của Nguyễn Văn Của, tức là Huyện Của, ra hàng ngày ở Sài Gòn. Tờ Nước Nam ra hàng tuần ở Hà Nội của Lương Ngọc Hiển. Tờ Nước Nam, anh em thường gọi là tờ Nước Mắm. Bài vở của hai tờ này viết đã không ra gì, lại in lèm nhèm, nhưng tôi vẫn xếp riêng khi chưa đọc. Nhưng có lẽ chu trình biến hóa từ con cá thành con mắm là một chu trình biến đổi của đời sống thực. Nó thực đến nỗi trở thành một triết lý trong đạo vợ chồng. Sau bao năm mặn nồng hạnh phúc, để rồi chợt nhận ra đôi uyên ương mới ngày nào còn non trẻ, phơi phới xuân nồng, giờ đã răng long tóc bạc, gối mỏi chân dục, nhìn lại dòng đời mà nghe như hai tâm hồn chan hòa vào nhau, vui cùng hưởng, cực nhọc cùng chịu đựng, gánh vác qua biết bao mưa nắng giải dầu, rồi lại nghĩ đến một ngày, và rồi bên ánh đèn dầu leo lét trong đêm trường, đôi vợ chồng người nhà quê già thì thầm tâm sự về một kiếp nhân sinh. Con cá làm ra con mắm, vợ chồng già thương lắm mình ơi. Một ý tưởng, tưởng chừng một mạc đơn sơ mà thâm thúy và cảm động biết giường nào. Đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ nay mình ngủ chưa. Bao đời ru nắng cằn, trình Việt Nam đất nước nhìn lại từ xa đến đây xin tạm ngưng. Tân Diệp xin kính chào quý thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới, cũng trên làn sóng của đài phát thanh NVR, phát đi từ thủ đô Washington.